Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lừa trẻ em, người già và người tàn tật Các công ty sổ số lãi khủng Theo Hội đồng Sổ số Kiến thiết khu vực miền Nam trong quý 1 năm 2023 có 14 trên tổng số 21 công ty sổ số kiến thiết trong khu vực bán được 100% vé phát hành như Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Tây Ninh, An Giang Tổng số tiền mà các công ty sổ số bán ra là 35.000 tỷ đồng trong đó các công ty sổ số, số kiếm được 4.500 tỷ đồng. Việc vé số bán được tới 100% được xác định là do các công ty sổ số, số không cho người bán vé số dạo trả lại vé không bán hết. Ra nghị quyết cho trả lại vé số ế không phải là để bảo vệ người nghèo mà chỉ là chiêu bài đối phó với dư luận. Được biết những người bán vé số dạo là những người rất nghèo, người mất sức lao động, không kiếm được việc làm nào khác. Họ hoặc trẻ em nghèo, trẻ mồ côi hoặc người già cô đơn hoặc là người tàn tật vân vân. Việc ép người bán vé số dạo phải ôm vé số ế để công ty tối đa lợi nhuận hóa là hành động bất nhân. Đến những kẻ đầm thề chén mướn cũng không nỡ ăn trên đầu trên cổ người già, tàn tật và trẻ em mồ côi và những người nghèo như đảng ta. Sau khi bị chỉ trích dữ dội về ép người bán vé số dạo phải ôm hàng ế, thì Hội đồng Sổ số, số Kiến thiết khu vực miền Nam đã ban hành nghị quyết số 68, trong đó yêu cầu các công ty thành viên và đại lý phải nhận lại vé số ế tưởng rằng nghị quyết ban ra sẽ là chiếc phao cứu vớt cho những mảnh đời cùng khổ bán vé số nhưng không nghị quyết ban ra chủ yếu là để bịt miệng dư luận miếng bánh lợi nhuận vẫn bị các công ty sổ số, số chiếm hết còn khó khăn thì họ đẩy về phía những người lao động cùng khổ các công ty sổ số, số ăn trên đầu trên cổ người già trẻ em và cả những người tàn tật nghị quyết số 68 ban hành vào tháng 8 năm 2023, nhưng sau 4 tháng, người bán vé số dạo vẫn phải ôm vé số ế. Để lách luật công ty sổ số, số tung ra quy định ngầm, đó là công ty sẽ cắt giảm lượng vé số cấp cho đại lý nếu đại lý cấp 1 trả lại vé ế cho công ty. Chính vì quy định ngầm như thế nên đại lý cũng làm tương tự với người bán số dạo. Cuối cùng, người bán vé số dạo là người chịu thiệt hại nặng nề nhất với việc tồn tại luật ngầm các công ty sổ số, số tống hết vé số ế cho người bán vé số dạo, buộc họ phải ôm lấy. Đấy không phải là trò gian manh duy nhất mà các công ty sổ số, số kiến thiết đã làm. Trò gian manh phổ biến nhất là các công ty này dùng lao động người già trẻ em và người tàn tật để mà kiếm lợi cho công ty mà không sợ bị phạm luật. Họ đã làm như sau, công ty sổ số, số phân phối vé xuống cấp đại lý 1, rồi đại lý cấp 1 này lại phân vé xuống cấp đại lý số 2 nhưng thực chất đa số các đại lý cấp số 2 là người bán vé số dạo là lao động phổ thông Những người này là người bán hàng trực tiếp cho công ty sổ số, số nhưng lại bị coi là đang tự kinh doanh vé số bị coi là làm việc cho chính bản thân họ Công ty sổ số, số không thuê họ và không có trách nhiệm gì với họ như luật lao động đã quy định Ở các nước tiên tiến người già, trẻ em và người dần tật là những người được nhà nước trợ cấp hoặc nuôi dưỡng Tuy nhiên, ở nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước lập ra các công ty sổ số kiến thiết là để bóc lột, lợi dụng họ để mà làm giàu cho quan chức và kiếm tiền lợi nhuận khủng về cho nhà nước. Người bán vé số dạo không thể nào đối phó được với những trò lừa gạt của các công ty sổ số đưa ra. Tuyên giáo thì vẫn cứ ra giả dạ câu rằng nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Rồi tự xưng rằng Đảng Cộng sản là đảng của giai cấp lao động tuy nhiên thực tế thì đến người già trẻ em và người tàn tật vẫn bị họ bóc lột tàn tệ không tha ai cả đã không trợ cấp cho những người này thì thôi đằng này đảng lại nghĩ ra cái gọi là công ty sổ số kiến thiết để mà khai thác sức lao động của họ thật là một chế độ man dở mà trên thế giới này hiếm có còn tồn tại lập ra công ty sổ số để mà bóc lột người già trẻ em và người tàn tật nhưng lại gắn vào cái tên mỹ miều là kiến thiết Thế chẳng ai thấy những công ty sổ số này kiến thiết gì cho đất nước chỉ thấy nó bóc lột ngay cả những người đáng thương nhất để nó được đầy túi quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo .d với bản tin lừa trẻ em người già và người tàn tật các công ty sổ số lãi khủng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an Thái Bình nghe tô suối dại bị mắc nghẹn vụ Lưu Bình Nhưỡng. Càng ngày Công an tỉnh Thái Bình càng cho thấy rằng họ đã bắt bừa ông Lưu Bình Nhưỡng và giờ đây họ bị mắc kẹt không biết giải thích như thế nào cho thông suốt trước dư luận. Cho thấy giờ, Công an Thái Bình vẫn mực mực khẳng định ông Lưu Bình Nhưỡng giúp đỡ cường quát cưỡng đoạt tài sản. Họ đã cố lý giải rằng ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp tác động vào cơ quan chức năng của tỉnh. Tuy nhiên họ vẫn không đưa ra được thông tin cụ thể cơ quan nào bị ông Lưu Bình Nhưỡng tác động. Ông lại hợp mạnh viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình không thể giải thích thỏa đáng lý do bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Nếu ông Lưu Bình Nhưỡng tác động đến chính quyền để giúp cường quát thì chỉ có thể là can thiệp vào chính quyền tỉnh Thái Bình. Vậy thì tại sao chính quyền tỉnh Thái Bình lại yêu cầu tỉnh Lâm Đồng nơi cách Thái Bình đến 2.000 cây số ra soát lại các văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng ký? Vấn đề là tỉnh Lâm Đồng liên quan gì đến cường quát đây? Ai cũng thấy sự bất hợp lý này. Vậy thì có phải là công an đã giấu đầu lòi đuôi hay không? Việc yêu cầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng giả soát ấy liên quan đến cường quát hay liên quan đến ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Nhiều người đã có hỏi rằng cơ quan chức năng nào nhận lời ông Nhưỡng để giúp đỡ cho cường quát, thì tại sao không truy ra cơ quan và người ấy? Mà hàng loạt câu hỏi cho thấy Công an tỉnh Thái Bình đang bế tắc trong việc ghép tội ông Lưu Bình Nhưỡng. Hiện nay, Công an Thái Bình cho lực lượng bảo vệ cánh cổng nhà thờ của ông Nhưỡng ở quê nhà như đang bảo vệ bằng chứng vậy nhưng công an Thái Bình lại không lý giải được rằng bộ cánh cổng đấy là bằng chứng tội phạm ở chỗ nào. Rồi để cứu lấy sự đuối lý của công an Thái Bình thì Viện Kiểm sát Nhân dân Thái Bình đưa ra con số rất buồn cười rằng cường quất có thu phí bãi từ các chủ tàu hút cát 1.500 đồng trên mỗi mét khối, tính một tàu là 700 mét khối thì phải nộp chẵn 1 triệu đồng. Tổng cộng Cường Quát thu được 5 tỷ đồng, tức là tương đương với 5.000 lượt tàu. Con số này rất gượng ép bởi một đại ca giang hồ mà lại được một đại biểu quốc hội bảo kê mà chỉ thu được có 5 tỷ đồng thì trả công cho đàn em đi thu tiền cũng chưa đủ, lấy đầu ra mà lo lót cho đàn anh đây. Nếu tội của ông Nhưỡng liên quan đến nhiều tỉnh, tại sao Bộ Công an không dám làm án mà suối Công an Thái Bình làm? Có phải ông Tô Lâm đang tránh né hay không? Ngoài ra, phía Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình còn nói rằng Cường thường khoe là con nuôi ông Nhưỡng, vậy thì một thằng ất ơ nào đó khoác lác, hắn nói là con nuôi của tổng bí thư nguyễn phú trọng, thì công an cũng bắt luôn ông tổng bí thư hay sao? Mà chuyện cáo mượn quay hùm này là chuyện rất phổ biến trong giới làm ăn ở việt nam. cường quát có khoe khoang gì đó hay không, đó là chuyện của cường, còn ông lưu bình nhưỡng có tội hay không thì cần phải có bằng chứng thuyết phục, chứ không thể chỉ dựa vào lời khoe khoang của cường quát mà bắt ông nhưỡng được hiện nay công an thái bình đã trở lại rằng việc bắt ông nhưỡng là theo lệnh của viện kiểm sát nhân dân thái bình nhưng với cách giải thích ngượng nghịu như thế thì khả năng rất cao là đã bắt oan bắt sai đối với ông lưu bình nhưỡng công luận cũng đang chờ đợi chính quyền của đảng cộng sản việt nam công bố lý do sắc đáng về việc bắt giữ ông lưu bình nhưỡng nhưng chẳng thấy lý do nào chính đáng cả công an thái bình thì đang mắc kẹt khi ra tay bừa bãi vụ bắt ông lưu bình nhưỡng người dân nghi ngờ việc bắt ông lưu bình nhưỡng là trả thù chính trị việc công an thái bình yêu cầu tỉnh lâm đồng ra soát lại văn bản mà ông lưu bình nhưỡng đã ký thì rõ ràng đây là công việc liên tỉnh nếu ông nhưỡng có tội thì lẽ ra phải do bộ công an bắt chứ sao lại để cho công an thái bình ra tay phải chăng ông tô lâm muốn bắt nhưng khó ghép tội cho ông nhưỡng nên đã xúi công an tỉnh thái bình làm thay mình Giờ đây, Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cứ loài hoài mãi mà vẫn chưa gỡ được nút thắt này. Công an lâu nay là công cụ chính trị để đảng đe dọa dân. Nay Công an cũng trở thành công cụ để phe này triệt hạ phe kia, để bắt người bừa bãi rồi cố ghép tội. Dân sống dưới thời chế độ này khốn khổ làm sao và cứ như thế nó như một cái vòng luẩn quẩn mãi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Công an Thái Bình nghe Tô Lâm suối dại, bị mắc nghẹn vụ Lưu Bình Nhưỡng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo .de